từng gây bức xúc trong dư luận, công trình 8B phố Lê Trực đã bị cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng sai phạm. Việc phá dỡ khá phức tạp, kéo dài và tốn kém chi phí. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tạm ứng từ ngân sách quận kinh phí xử lý phần công trình sai phép nêu trên. Tổng số tiền tạm ứng từ ngân sách hơn 22,2 tỷ đồng. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã nhiều lần mời công ty cổ phần may Lê Trực họp thống nhất giá trị quyết toán để hoàn trả kinh phí cưỡng chế xử lý vi phạm. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra nhiều lý do không tham gia các cuộc họp. Quận cũng đã có rất nhiều văn bản để đề nghị công ty thực hiện hoàn trả cái phần tạm ứng ngân sách của quận. Đến nay thì công ty vẫn chưa thực hiện. Với quan điểm của quận là trong thời gian tới nếu công ty không thực hiện cái hoàn trả ngân sách mà quận đã tạm ứng thì quận sẽ tổ chức báo cáo thành phố để thực hiện cưỡng chế tài khoản theo quy định. Chiều nay mùng 4 tháng 7, đại diện công ty cổ phần may Lê Trực cho biết công ty không trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả ngân sách số tiền quận Ba Đình đã tạm ứng. Hiện công ty mong muốn và đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình sớm bàn giao hồ sơ quyết toán chi phí phá dỡ để hoàn thiện thủ tục hoàn trả tiền. Chủ tư hiểu việc đấy, có nghĩa vụ, có trách nhiệm trong việc đấy, chứ không phải là chây. Chi ra một cái món tiền 20 mấy tỷ như thế, căn cứ như thế nào để mà chi? Nó khó cho chúng tôi thì chúng tôi đã báo cáo với thẩm tra này để Ủy ban Nhân quận Ba Đình là gì? Có nghĩa vụ đôn đốc phường này, nhà thầu đi là hoàn chỉnh hồ sơ đi, hoàn thiện đi để chúng tôi thanh toán. Với hoàn thiện nhưng trên cơ sở là gì? Đúng quy định của pháp luật và phù hợp với khối lượng đã phá dỡ. Trước đó, công ty cổ phần may Lê Trực đã xây dựng công trình tòa nhà 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, vượt một tầng, tăng 15,89m chiều cao, sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000m2. Sau nhiều chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020, việc tháo dỡ, phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực được hoàn thành.